Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Vivo Cbiz. Bộ phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường xoay quanh câu chuyện về hai chị em Ly Quang Thanh Quỳ và Ly Quang Dạ Đàm. Tuy là hai chị em sinh đôi nhưng tính cách hai nàng đối lập. Chị gái Ly Quang Thanh Quỳ có tính cách ôn nhu dịu dàng, là một người có tấm lòng lương thiện, giỏi y thuật. Từ nhỏ nàng đã được hứa hôn cho thiên tộc làm thiên phi, nên được vua cha rất yêu quý và tự hào, được vạn người ngưỡng mộ. Em gái Ly Quang Dạ Đàm tư chất thông minh hơn người nhưng lại ương bướng, thích chống đối. Khi sinh ra nàng bị coi là điểm xui khi khiến mẫu hậu qua đời nên luôn bị phân biệt đối xử. Ly Quang Dạ Đàm được hứa hôn với ma tộc làm ma phi, tính cách đối lập song hai chị em đều rất kiên cường và luôn yêu thương bảo vệ nhau. Ngày rước dâu xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Ly Quang Dạ Đàm được rước lên thiên giới, còn Ly Quang Thanh Quỳ được đưa xuống ma giới. Dạ Đàm cùng tính cách nổi loạn, không tuân thủ quy tắc vốn có của thiên giới, khiến cho phu quân của nàng là Thiếu Điển Hữu Cầm đau đầu, tức mà không thể làm gì được. Thanh Quỳ xuống ma tộc cũng gặp muôn vàn trắc trở khi bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử của ma tộc. Tam hoàng tử Triều Phong từng lợi dụng Thanh Quỳ đến ngày muốn yêu nàng hơn, Thanh Quỳ cũng dần mở lòng với Triều Phong. Do từ nhỏ luôn sống trong bất công và thù hận, nên Dạ Đàm không dễ dàng có tình cảm với ai. Lại gặp ngay phu quân lòng chỉ hướng thiên hạ, không có tình yêu. Khi Huyền Thương Quân đứng trước ranh giới của sinh tử, Dạ Đàm nhận lệnh đi tìm ba phân thân của Huyền Thương Quân tại nhân giới để cứu sống chàng. Khi gặp ba phân thân này thì cả ba đều yêu Dạ Đàm. Sau này hợp nhất với Huyền Thương Quân khiến chàng bắt đầu biết yêu, biết ghen. Những tưởng hai chị em đã có cuộc sống hạnh phúc thì việc bị tráo đổi đã bị lộ. Hai cặp đôi liền đưa nhau bỏ trốn khỏi hai giới. Một bí mật động trời khác được tiết lộ về thân thế thực sự của hai chị em. Hóa ra hai nàng là hoa linh, được sinh ra từ gốc cây địa mạch tử chi, một cây màu trắng, một cây màu đen. Nếu hoa linh hợp nhất sẽ đưa trời đất quay về thời kỳ thượng cổ hỗn độn. Chỉ những ai có dòng máu thần ma mới sống được, điều này đều là mối họa của tứ giới. Huyền Thương tìm cách giết được đồng khâu su, nhưng khí độc vẫn tràn xuống nhân gian. Cách duy nhất là đúc lại dìu bàn cổ, nhưng mảnh vỡ còn sót lại của dìu bàn cổ lại đang dùng để nuôi dưỡng địa mạch tử chi. Nếu không có mảnh vỡ này thì Dạ Đàm và Thanh Quỳ đều không thể sống sót. Vì thiên hạ, vì nàng Dạ Đàm, Huyền Thương Quân lấy chân thân của mình thay thế mảnh dìu bàn cổ. Trước lúc hy sinh, chàng yêu cầu bốn vị đế quân của tứ giới lập lời thề không được làm hại Dạ Đàm và Thanh Quỳ. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông tin mới nhất về bộ phim.